Xin kính chào anh em và các bác, rất vui lại được gặp anh em và các bác trên kênh YouTube của em. Hôm nay bên em lại mới về được một chiếc máy ảnh đến từ thương hiệu Sony nhé. Chiếc máy ảnh Sony này có tên là Sony DSC-H300 nhé các bác nhé. Chiếc máy ảnh này thì còn rất chi là mới. Em xin phép quay qua cho các bác và anh em xem về ngoại hình, test qua một số chức năng để anh em biết, anh em tham khảo. Nếu anh em nào có nhu cầu thì liên hệ với em ạ. Đây ạ, đây là đít máy của em ấy nhá. Đây, ngoại hình thì rất chi là đẹp. Chiếc máy ảnh này thì có độ phân giải là 20.1 megapixel nhé. Đây ạ, quay phim thì được HD ạ. Này, ống kính đấy ạ, ống kính tiêu cự đấy ạ. Con này thì zoom là 35x các bác nhé, zoom khá xa đấy. Các bác nào có nhu cầu mua về quay bắn chim cò thì rất chi là ok, chụp ảnh chơi vời. Này, đây 35x này. Này, phụ kiện theo máy thì gồm có pin sạc, thẻ nhớ, dây đeo nhé các bác nhé, và tặng kèm thêm một chiếc túi này. Này, chiếc túi của Sony nhé các bác nhé. Đây, em xin phép quay qua về ngoại hình thôi ạ. Còn các chức năng thì tiện tí em thử test cho các bác và anh em xem. Đây, bật máy. Đấy, bật máy lên ha. Đây, chụp này. Đấy. Đấy. Còn đây là quay nha các bác nha. Đây. Chế độ quay em đang để ở chế độ mờ này. Này, em xin zoom thử cho các bác và anh em xem này. Xa cực kỳ luôn đấy, luồng cây này. Đây, các chế độ của chiếc máy này đấy ạ. Đây, nó có chế độ P này, M này, drama này, quay video này, SCN này, chế độ này, chế độ Y. Đây, còn đèn flash này. Đấy, đấy. Hoạt động bình thường các bác nhé. Đấy. À, quên, em này thì chạy pin là pin AA các bác nhé. Pin này thì dùng pin sạc AA đấy. Này, thẻ nhớ đấy ạ. Đấy. Máy này thì còn rất mới, hầu như là chưa xước xác gì. Đây, em xin phép quay qua về ngoại hình cũng như test qua về các chức năng vậy. Để bác nào có nhu cầu thì liên hệ với em. Chiếc máy này em xin bà phép bán cho các bác và anh em với giá là 1.800.000 nhé. 1.800.000 các bác ạ. Gồm pin sạc, thẻ nhớ, dây đeo, túi đựng và thế thôi. Pin sạc này, thẻ nhớ này, dây đeo này, túi này. Vậy là đủ cho một chiếc máy ảnh rồi. Vậy thưa các bác nào có nhu cầu thì liên hệ với em qua số điện thoại của em nhé. 0982988007 nhé. Để biết thêm thông tin và chi tiết nhé. Thôi, bên chào các bác và anh em. Hẹn gặp lại các bác và anh em ở video sau nhé. Bye bye.